Chào các bạn nhá. Nay tiếp tục là review mấy cái cửa cống này. Ok các bạn. Ai da. Bây giờ 6 giờ sáng các bạn. Ui giời ơi chuối con này. Đấy, em này em thả ao cho các bạn nhá. Về thả ao con này là ok rồi. Ui giời. Đây các bạn ạ. Mùi khét thế. Ôi trời ơi, con gì chơi xuống rồi. Ui giếc. Đây các bạn ạ. Hai em. Đây các bạn. Chú hoa đây. Đây nhá. Ở vịt thì được chưa? Toàn. Vịt thì được chưa? Vịt thì được chưa? Ôi, đã ăn sột to quá. Rẫy cổ. Quá mà không có gì. Có cầu sang đồng làm gì đấy? Ôi. Chạy 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 chạy. Đã. Thank you.
Đó, trong đồng thì khích trong đấy làm gì cho nó mệt, chả có cái con ngu đâu. Bao này các bạn. Chày. Đa số thì chày thôi. Dạ. Nó đã thường nó ăn theo vịt. Đây các bạn, lắm nó chảy thôi. Ở đâu? Bắt được rồi. Toàn chuối sộp. Đứa con đấy các bạn. Ui giời ơi, đẹp. Ui giời, một con lộn mất rồi. Có gặp đàn chơi lai nó lên ăn cám không? Có gặp đàn chơi lai nó lên ăn cám không? Sắp được xuất đến nơi làm gì nữa? Xuất rồi á? Cái đàn ở trong kia là đàn của ai đấy? Uầy chắp. Con cá đấy chỉ tầm thì sợ. Phì nó cày. Sộp.
trong đồng không có một con mù đâu. Chắc nó lóng sao? Chết đồng ấy. Này vụ nó khóc vần. May quá được con sộp. Đây các bạn ơi, lại cái cửa cống này tiếp nhá. Ok. Nha, hai cửa cống nữa nào. Không có là té. Ui giời ơi đấy. Cái gì nó phải lên ngay các bạn. Một à, đứng sát. Em ơi nắng mưa dãy dầu. À nước cơ bọn chảy vào các bạn. Ui giời ơi. Ui giời ơi, hai con. Hai sổ. Lại em nữa rồi. Ui còn gì cay, kinh quá. Nó hóng ở đây. Nó dở dời nó hóng các bạn. Nó dở dời nó hóng hết rồi đây. Ui giời. Đây. Đôi vật này chán quá, nó hớt lại rơi. Úi. Ui giời ơi, ra đằng ngoài kia rồi. Chạy ra xong rồi này. Không tí mình quay lại mình nhặt các bạn. Ui giời ơi. Nó đây thôi. Ui giời ơi, con gì chạy. Con cá khủng ơi các bạn. Đây nhá. Ui. Con này phải nhặt các bạn. Đây. Ok các bạn. Cho con chuối con vào các bạn. Ấm rồi. Ui giời ơi, tép này.
nó bạt ngàn thép các bạn ạ. Dài mà chạy thôi, mất rồi. Ok các bạn nhé, mất rồi. Đen quá. Đây các bạn nhá, đầu cửa cống này. Để mình nhặt gọn này cho các bạn xem. 1, 2 này, 3 này, 4 này, cá thì gì là cá thầu dầu này, 5 này, 6 này, cá thầu dầu nữa đây, 7 này. Đây các bạn nhá, một phát kích nha. Ok không? Rồi. Các bạn nhá, buổi sáng này, 30 phút đây. Rồi. Hai con được em cuối này bùng phát lên. Đây, ok nhá. Đây cá đây. Ui giời. Toàn hàng khủng các bạn nhá. Ai thích cái video này nhớ like subscribe mình nhá các bạn nhá.